Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 10 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cơ hội nào cho Việt Nam chuyển đổi sang thể chế dân chủ. Quá trình chuyển đổi sang thể chế dân chủ ở Việt Nam sẽ là tất yếu. Ngay chính những người cộng sản cũng hiểu điều này và họ chỉ cố kéo dài thời hạn để vơ vét tài sản một khi đặc quyền đặc lợi còn nằm trong tay họ, mặc cho người dân đói khổ. Sự chuyển hóa này sẽ áp lực lớn từ dưới lên trên như kiểu nước sẽ lật thuyền, hay từ trên xuống dưới bởi sự xung đột và thanh trừng phe phái trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hay thể chế dân chủ sẽ đến khi sự mâu thuẫn của hai thế lực đối lập Trung Quốc và Mỹ sẽ ngả về một bên. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã đưa ra nhận định của mình về tiến trình chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam trong bài viết trên Đài Á Châu Tự Do, được chia sẻ như sau. Vào ngày 10 tháng 12 tới đây sẽ có 110 nước tham gia hội nghị thượng đỉnh về dân chủ do Mỹ tổ chức. Một số quốc gia, trong đó có nước chế độ cộng sản như Việt Nam, Trung Quốc đã không được mời. Đây là hình ảnh vào ngày 9 và 10 tháng 12 sắp tới, Tổng thống Hoa Kỳ Biden sẽ tổ chức tại Hoa Kỳ hội nghị đầu tiên trong hai hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ. Hội nghị thượng đỉnh sẽ thu hút các cam kết đổi mới và sáng tạo, táo bạo xoay quanh ba chủ đề chính như sau: bảo vệ chống lại chủ nghĩa độc tài, giải quyết và chống tham nhũng, đề cao sự tôn trọng nhân quyền. Liệu đó có là một sự thể hiện chống lại chủ nghĩa độc tài, đặc biệt là Trung Quốc, và liệu có cơ hội hy vọng vào một sự chuyển đổi dân chủ ở các thể chế hay không? Mô hình dân chủ phương Tây có quá trình phát triển hàng trăm năm cùng với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, trong đó động lực là thị trường. Trong chế độ đó, quyền tự do cá nhân của người dân được đảm bảo, và đặc biệt là quyền được tiếp tục bầu ra và giám hộ, giám bộ máy nhà nước. Quyền lực nhà nước bị phân chia thành 3 nhóm quyền lực độc lập, có tính chất đối trọng và giám sát lẫn nhau, được gọi là mô hình tam quyền phân lập. Cơ chế công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình được thiết lập. Đặc điểm của mô hình này là sự bất ổn thể chế vẫn diễn ra, nhưng không thể quay lại với chế độ độc tài hay toàn trị. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, quá trình dân chủ xã hội có thăng trầm nhưng luôn có sự phát triển. Chuyển đổi dân chủ là sự thay đổi chế độ từ độc tài, độc đoán sang toàn trị, sang mô hình dân chủ kiểu phương Tây. Đã có rất nhiều quan điểm tranh luận với nhau về chủ đề chuyển đổi dân chủ trong các chế độ chính trị khác nhau. Phương Tây đã thắng trong cuộc chiến tranh lạnh, không còn cạnh tranh ý thức hệ chủ nghĩa đơn cực trong bối cảnh toàn cầu hóa, là một trong những nguyên nhân suy thoái dân chủ và quyền tự do bị suy yếu trên toàn thế giới, kể cả Mỹ, đặc biệt trong nhiệm kỳ ông Donald Trump làm Tổng thống. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mô hình Xô Viết đã tồn tại như sự thử nghiệm và sụp đổ, và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã và đang chuyển đổi dân chủ. Trong các nước kinh tế mới nổi đã từng diễn ra quá trình chuyển đổi dân chủ. Ở một số nước Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, mặc dù có những biến cố đẫm máu, đòi dân chủ như ở Hàn Quốc đã chuyển đổi sang dân chủ thành công từ những năm 1970 và vang lươn lên để trở thành những con rồng kinh tế. Những khát vọng thoát nghèo, nàn và lạc hậu được đáp ứng bởi những chính sách cải cách chính trị phù hợp với hội nhập với thị trường, khu vực và thế giới, nhờ làn sóng đầu tư nước ngoài đã tăng tốc trong quá trình toàn cầu hóa. Từ năm 1989, Francis Fukuyama đã nhận định rằng nền dân chủ tự do của phương Tây có thể là giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến hóa văn hóa xã hội của nhân loại. Tuy nhiên, điều này chưa xảy ra vì xuất hiện phiên bản biến thể Đảng Cộng sản toàn trị kiểu như Trung Quốc, Việt Nam, v.v. hiện nay. Giới lãnh đạo của biến thể này coi sự sụp đổ của Liên Xô là bài học, Mikhail Gorbachev là tội đồ khi coi công khai là mục đích cải tổ. Phiên bản Trung Quốc của Việt Nam tồn tại chính sách thực dụng. Họ vẫn mở cửa hội nhập kinh tế và thị trường để cải cách, để thích nghi, và trong suốt hơn 1/3 thế kỷ được coi là thành công về kinh tế, nhưng chuyển đổi dân chủ theo mô hình của phương Tây đã không thể diễn ra. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bỏ phiếu tại đại hội lần thứ 13. Tính chính danh của Đảng độc quyền được duy trì bởi tăng trưởng kinh tế. Mô hình Trung Quốc từng có ảnh hưởng đáng kể đến các nước đang phát triển. Khác với mô hình dân chủ phương Tây, đặc trưng của mô hình Trung Quốc luôn phải theo đuổi quyền lực để duy trì chế độ. Thanh trừng phe phái luôn xảy ra và tự do cá nhân bị cấm đoán. Thời kỳ đầu mở cửa và cải cách chuyển đổi kinh tế,
quyền tự do sản xuất kinh doanh được mở rộng và người ta từng hy vọng với sự chuyển đổi dân chủ sẽ diễn ra mạnh mẽ. Nguyên tắc kinh tế quyết định dân chủ đã không ứng nghiệm ngay, nhưng quá trình chuyển đổi dân chủ vẫn luôn âm ỉ. Nó bùng phát khi tư tưởng thực dụng mèo đen mèo trắng đang dần kết thúc khi cải cách thể chế kinh tế đến giới hạn. Từ năm 2012, ông Tập Cận Bình tập trung quyền lãnh đạo độc đoán, tăng trưởng, thanh trừng phe phái, trà đạp nhân quyền, dân chủ trong nước, kiểm soát tư bản dân tộc, thực thi chính sách thịnh vượng chung và giảm tốc tăng trưởng là hiệu quả. Trên trường quốc tế thì Trung Quốc trỗi dậy hùng hằng, ngoại giao chiến lang, bành trướng biên giới hải đảo với Việt Nam, Đài Loan và Hồng Kông. Đây là hình ảnh tàu khu trục tên lửa Quảng Châu phóng tên lửa phòng không trong cuộc diễn tập quân sự tại ở khu vực đảo Hải Nam và đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Trật tự thế giới mới tạm dừng bước trước hình thành, dường như chiến tranh lạnh 2.0 cũng đang bắt đầu quay lại. Cạnh tranh kinh tế và ý thức hệ ngày càng căng thẳng. Chuyển đổi dân chủ ở Việt Nam cũng gắn liền với chuyển đổi kinh tế kiểu Trung Quốc, nhưng diễn ra sau và có những khác biệt bởi các đặc thù xuất phát điểm kinh tế thấp, bởi lịch sử chiến tranh và địa chính trị. Yếu tố Trung Quốc từng có vai trò quan trọng nhưng đã suy yếu bởi chính sách thực dụng trong đa phương hóa quan hệ quốc tế vì mục đích kinh tế được Việt Nam tích cực thúc đẩy. Ưu tiên hàng đầu của giới lãnh đạo là nó tự bảo vệ bản thân và duy trì chế độ của mình. Mặc dù tính trung lập dường như lớn hơn, song tình thế đu dây của Việt Nam là không tránh khỏi bởi tương đồng ý thức hệ và tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Giống như Trung Quốc, tính chính danh của Đảng Cộng sản và chế độ đang được đảm bảo bằng tăng trưởng kinh tế. Bởi vậy, bất cứ sai lầm chính sách kinh tế lớn nào thường dẫn đến bất ổn về thể chế. Chính sách tăng trưởng nóng vội dựa vào doanh nghiệp nhà nước đang gây những tác hại nặng nề đến nay vẫn phải trả giá đắt. Bài học kinh nghiệm lớn nhất có lẽ là tiếp tục phát triển kinh tế thị trường và sự níu kéo ý thức hệ chủ nghĩa xã hội, giáo điều chỉ làm chậm đi quá trình cải cách. Trong đó có chuyển đổi dân chủ diễn ra. Trong những năm gần đây, quá trình chuyển đổi dân chủ từ dưới đã bị ngăn chặn, không thể diễn ra, nhưng bất ổn về thể chế vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Đây là hình ảnh người dân biểu tình chống luật đặc khu ở Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 10 tháng 6 năm 2018. Qua ba kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, 12 và 13, cuộc chiến chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống vẫn diễn ra phức tạp, với những biểu hiện tinh vi có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Chuyển đổi dân chủ chỉ có thể xảy ra từ bên trên, giới lãnh đạo đã thừa nhận nguy cơ và đang nỗ lực ngăn chặn với tốn phí cao, trong đó tập trung vào công tác nhân sự là ưu tiên. Trước mắt là giai đoạn chuẩn bị cho sự chuyển giao quyền lực của ban lãnh đạo chóp bu, đặc biệt là vai trò của tứ trụ Bộ Chính trị và đặc biệt là cương vị ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản với quyền lực tuyệt đối trong chế độ này. Việt Nam trong phát triển không thể quay lưng với thị trường để trở nên hùng cường và không thể trông chờ vào tiến bộ công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số để toàn trị xã hội và cá nhân. Bởi vậy, quá trình chuyển đổi dân chủ dù nhanh hay chậm nhưng là tất yếu. Tuy nhiên, với những đặc thù chủ yếu như phân tích ở trên, cơ hội chuyển đổi dân chủ đối với Việt Nam tùy thuộc vào bối cảnh trật tự thế giới mới, trong đó có cuộc đối đầu kinh tế và ý thức hệ Mỹ-Trung Quốc. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nguồn gốc đáng xấu hổ của dư luận viên chính là từ lịch sử Trung Quốc. Từ năm 2017, báo chí Việt Nam bắt đầu công khai thông tin về một lực lượng đấu tranh trên mạng có tên gọi là lực lượng 47, mà nay mọi người đều quên gọi với tên là dư luận viên. Ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã nói với báo Tuổi Trẻ vào hồi năm 2017 rằng lực lượng này được gọi là lực lượng 47 theo chỉ thị 47 đã có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao, thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vào hôm 12 tháng 3 năm 2020 đã công bố danh sách 20 kẻ thù lớn nhất trên Internet, trong đó có lực lượng 47 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, gọi là dư luận viên. Họ sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để đe dọa, giám sát hoặc kiểm duyệt các nhà báo và do đó làm giảm nghiêm trọng các quyền tự do thông tin trên Internet. Truy tìm nguồn gốc của dư luận viên, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, viện sĩ Viện Hàn Lâm Y học Úc có bài phân tích như sau. Mạ thủ, tôi mới học được một danh từ mới là mạ thủ. Một cách ngắn gọn, mạ thủ là một kẻ chuyên nghề chửi,
giống như dư luận viên ngày nay. Đây là hình ảnh dư luận viên dưới góc nhìn của các nhà báo phương Tây. Lịch sử ra đời của Mạ Thủ vẫn còn mang tính thời sự ngày nay. Theo tác giả Huy Phương thuộc báo Người Việt, danh từ này xuất phát từ thời Hán Sở tranh hùng của Tam Quốc Chí bên Tàu. Thời đó, nhà cầm quyền đã huy động những người có lá phổi lớn, tiếng nói vang và có cách chửi độc địa để làm Mạ Thủ. Mạ Thủ chỉ có một việc rất đơn giản là chửi bới đối phương. Họ trong tư thế trần truồng xông lên phía trước, sát cổng thành của đối phương và tung ra những lời chửi bới tục tĩu và dơ bẩn nhất nhắm vào đối phương. Mục đích là hạ nhục và khiêu khích đối phương bằng cách thóa mạ ông bà tổ tiên của đối phương, sao cho họ mở cửa thành để lính xông vào. Và điều thật trớ trêu là Mạ Thủ là những người đã bị chết đầu tiên vì họ không có vũ khí khi xung trận. Họ có thể xem như là những con chốt thí cho bọn cầm quyền. Tàu ngày xưa là nơi sản sinh ra những Mạ Thủ, thì tàu ngày nay cũng có những quân Mạ Thủ, nhưng họ mặc mang một xưng danh văn hóa hơn, đó chính là dư luận viên. Tiếng Hoa là Vung Bao, báo chí phương Tây gọi họ là 50 Cent Army, tức là lực lượng 50 Cent. Và tại sao lại là 50 Cent, câu hỏi được đặt ra? Tại vì mỗi Mạ Thủ được trả lương 50 Cent cho mỗi bình luận họ viết trên mạng. Và ai là những Mạ Thủ thời nay, câu hỏi cũng được đưa ra. Theo nghiên cứu của giáo sư Gary King, Đại học Harvard, họ là những nhân viên cán bộ nhà nước, nhưng họ không phải là cán bộ bình thường mà phải qua một quá trình tẩy não sao cho họ không còn khả năng suy nghĩ một cách logic. Nói tóm lại, bọn Mạ Thủ là những kẻ không có khả năng đánh giá đúng sai, họ chỉ đơn giản là những cái máy phun ra những câu chữ mà khi đó có họ cũng chẳng hiểu gì. Đây là hình ảnh tranh cổ động lực lượng dư luận viên ở Việt Nam. Theo ước tính của giáo sư King, Trung Quốc có chừng 500.000 đến 2 triệu Mạ Thủ túc trực 24/24 giờ trên mạng để theo dõi và chửi. Chiến trận của họ trên mạng là phương tiện của họ, không còn là tiếng nói và là chữ viết. Mỗi năm, đội quân phi chính thống này đã tung lên mạng khoảng 450 triệu thông tin giả. Họ đặc biệt nhắm đến thóa mạ những cá nhân và nhóm chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ tận dụng ngụy biện tối đa để tấn công đối phương thay vì bàn luận. Thật ra Mạ Thủ không có khả năng nghị luận vì mục đích tồn tại của họ đơn giản là chửi bới và nhục mạ đối phương. Họ trong thực tế là những tên hề rẻ tiền và những kẻ bệnh tâm thần. Bọn Mạ Thủ cũng rất thích làm ra vẻ có tầm nhìn quốc tế bằng những bình luận về quan hệ quốc tế. Đối với họ, biến cố Thiên An Môn không phải là có thật mà chỉ là sản phẩm tưởng tượng của bọn phản động phương Tây. Đài Loan phải là của tàu, Biển Đông là của tàu. Còn bọn nước nhỏ như Việt Nam và Philippines chỉ là đám thừa cơ hội gặm nhấm lãnh hải Trung Quốc. Ngoài chửi, các Mạ Thủ cũng có khi tung ra những thông tin đánh trống tinh thần quốc gia và giấc mơ một China vĩ đại. Họ rất thích chỉ trích nhạo báng các nền dân chủ phương Tây, các giá trị phương Tây nhưng hết lời ca ngợi các lãnh đạo cộng sản Trung Quốc. Họ cũng thích lan truyền những bản tin về hoạt động thường ngày của các cán bộ cộng sản như là những kẻ yêu nước thường dân. Đây là hình ảnh lực lượng dư luận viên Trung Quốc, được còn gọi là Vu Mao hay là lực lượng quân đội 50 Cent. Những bài viết ca ngợi cán bộ cộng sản và quảng bá sự tiến bộ của Trung Quốc chiếm chừng 60% tổng số tin tức mà bọn Mạ Thủ tung ra. Phải nói rằng sự ra đời của Mạ Thủ hay Vu Mao là một quái thai của xã hội. Hãy thử tưởng tượng một thể chế như chính phủ Úc mà tung tiền ra để tổ chức và mướn những kẻ hạ cấp và những kẻ lưu manh mạng chỉ để tung ra những lời ca ngợi mình và tấn công đối phương. Một viễn cảnh không thể nào xảy ra vì người dân sẽ nổi giận với chính phủ dùng tiền thế của họ cho chuyện tào lao. Chỉ có những chính phủ bất tài và thiếu tự tin, những chính phủ hắc ám biết mình làm điều ác với xã hội mới có những đội quân Vu Mao, bởi nếu chính phủ tránh nghĩa và thực tài thì cần gì đến họ bọn hạ cấp đó. Mà thực ra một chính phủ được những kẻ hạ cấp ca ngợi thì chính phủ đó cũng thuộc loại hạ cấp mà thôi. Thành ra sự hiện diện của đội quân Mạ Thủ hay Vu Mao không chỉ là căn bệnh ung thư xã hội mà còn mang tính hiệu mạnh nhất về một chính phủ bất chánh và bất tài. Chúng ta cũng hơi phân vân khi thấy vài người xem chửi là một nét văn hóa của người Việt. Nghe qua có vẻ là một cách hợp hóa, cách chửi bới trong xã hội. Và chúng ta cũng có thể nghi ngờ quan điểm này, bởi nếu là một nét văn hóa của người Việt
thì tại sao trước năm 1975 ở miền Nam không có nạn chửi bới tràn lan trên mặt báo như ngày nay? Thật ra phải xem chửi là một căn bệnh của xã hội. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, viện sĩ Viện Hàn Lâm Y học Úc đã nêu ra nhận định của mình như thế. Đây là hình ảnh lễ công bố thành lập lực lượng dư luận viên có mặt ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó và bây giờ ông ta là Chủ tịch nước. Một bài viết trả lời dư luận viên của giáo sư Mạc Văn Trang cũng được chia sẻ trên trang Facebook, nội dung được ông viết như sau. Trước đây có mấy bạn dư luận viên gọi mình là thằng già, chửi mình đủ kiểu, mình bảo các cậu cứ chửi thoải mái, có từ tục tĩu nhất thì dùng hết đi. Chỉ yêu cầu các bạn công khai danh tính, cho địa chỉ gia đình để mình sao chép những câu chửi đó, gửi cho ông bà, bố mẹ các bạn thưởng lãm và tự hào. Trong số ông bà, bố mẹ các bạn, có khi có người là học trò của mình đấy. Mình đi dạy học từ năm 1959 đến năm 1960, mới 21 hay 22 tuổi. Nhiều học sinh lớp 5, lớp 6 lúc ấy còn nhiều tuổi hơn thầy. Có cậu đã có vợ con, nay gặp mình, họ đầu râu, tóc bạc, vẫn ôm chầm lấy mình, thầy trò vui vẻ như trẻ chăn trâu. Ấy thế mà các cụ học sinh này chẳng may có con cháu là dư luận viên chửi thầy cũ của mình, thì khi đó biết làm sao đây? Giờ có bạn thì chắc là được phân công phụ trách mình, không chửi tục nữa mà rất lịch sự, hay nhắn tin nhắc nhở, hôm nọ bạn bảo. Bác là nhà giáo uy tín và toàn nói những chuyện tiêu cực, mặt trái xã hội ảnh hưởng xấu đến lớp trẻ. Là nhà giáo chân chính thì phải truyền đạt những giá trị chân thiện mỹ cho giới trẻ chứ. Xin thưa lại mấy ý như sau. Lớp trẻ mà lại không nghe người ta nói tốt, tin ngay là tốt, nói xấu, tin ngay là xấu, không biết phân tích, phê phán, nhận ra cái đúng, cái sai, cái thật, cái giả, để tiếp nhận điều hay, lẽ phải, thì hạ người ấy nuôi tốn cơm làm gì? Đây là hình ảnh biếm họa mô tả dư luận viên Việt Nam. Hơn 800 tờ báo cách mạng, hàng trăm đài truyền hình phát thanh của Đảng, bao gồm nhiều cán bộ tuyên truyền, đoàn thể, 10.000 người thuộc lực lượng 47 và bao nhiêu dư luận viên cùng với gần 1 triệu giáo viên đứng lớp suốt ngày nêu gương người tốt, việc tốt, thi đua học tập làm theo các tấm gương, thì còn sợ gì nữa? Có một cách tốt hơn là cho người ta thấy đâu là sai lầm, hư vô, phi lý, lừa đảo, ngụy biện, hình thức giả, người ta sẽ nhận ra đâu là sự thật, biết cách tiếp cận chân lý. Chỉ cho người ta thấy đâu là cái ác, là những luận điểm âm mưu nham hiểm, những lời nói độc ác, những chuyện cướp bóc tàn bạo, những cách ứng xử bất nhân, bất nghĩa, vô pháp, vô đạo. Những thủ đạo hủy diệt môi trường sống của dân tộc, đầu độc cả nòi giống. Khi người ta nhận diện được những cái ác và dám mạnh mẽ lên án chúng, thì cái thiện sẽ thành hình trong con người. Chỉ cho người ta biết những truyền thống văn hóa nhưng đã lỗi thời thành xấu như đâm trâu, chém lợn, cướp lộc, mê tín, vân vân. Những thói hư tật xấu như ăn cắp, tham nhũng, mưu hèn, kế bẩn, dối trá, vô cảm, vân vân. Và những hành vi kém văn hóa như lên án tội lãng phí, bệnh thi đua thành tích và những việc làm phô trương, vô nghĩa. Phê phán ngu dốt, tiêu hủy không biết bao nhiêu tiền của, vật tư, thời gian, sức người và những chuyện vô ích là để giúp cho người ta nhận ra giá trị của ích lợi, biết thế nào là có ích và thế nào là vô ích. Ông Ngô Bảo Châu cũng có nói rất hay rằng, bạn muốn sống có ích, hãy bớt làm những việc vô ích đi. Bây giờ, bạn hãy tự hỏi, việc làm của dư luận viên hiện nay có đem lại giá trị chân thiện mỹ ích cho bạn và cho mọi người hay không? Mong nhận được phản hồi của bạn với đầy đủ họ tên, hình ảnh thật, địa chỉ thật nhé. Giáo sư Mạc Văn Trang đã nêu ra quan điểm của mình như vậy.